Đây, hôm nay anh em. Nay thì chơi qua một game 2D đi. Game này lấy từ khá lâu rồi, nên giờ cũng chơi mà cho nợ cho đẹp. Ủa sao cái tựa mà nó không giống như đây ta? Te con đúng mà. Nó gửi cái từ tầm bậy nè. Do cái tên game thường là nó không có ý nghĩa gì cả. Đây. Thử hành tinh. Con này thuộc cái loại mà hơi bị khó nữa nha. Chắc Action Google Live. Đây, Action Google Live. Mình đánh heo Eli Offset 2D Google Live Pixel Top Down, vận vàng vũ trụ, combat. Có cô ấp luôn nè. Có mình đi đây luôn. Game có bộ khó nha. Game này ra mắt vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, cách đây cũng gần 2 tháng rồi, thì cũng nhận con game này khá lâu rồi nhưng mà chưa có thời gian chơi. Trong chơi đó thì có vẻ thú vị phết á, game hơn 30 lượt đánh giá mà trong cái giai đoạn Early Access, 1.000 mấy follow nữa là quá thành công rồi đó. Ok, new game được. Con này giống cái củ khoai tây hơn là cái củ ngoài hành tinh đó. Ủa? Sao nó không chạy game? Từ nào lâu chính nữa. Rồi đâu mất tiêu luôn rồi. Tắt manager rồi. Đây, bắt đầu lại. Bấm chạy trực tiếp trong tem luôn. Hình như tôi đang gắn cái tay cầm ở gì á. Để tí nữa coi. Rồi lên này, lên này. Chuyển FPS ra bạn ơi. Không, không có rung lắc màn hình gì hết. À mà chat sheet này chỉ cho mà gần trên thôi. Ok chưa? Cái này là tốc độ hơi thổi của màn hình, đánh em biết cho anh đây. Cảm giác nó không full màn hình đấy là nó gì ta, mấy cái này ở dưới đây là do cái background hay là nó là cái gì? Thôi kệ nó đi. Bây giờ keyboard nè, WASD, có di chuyển phương ngang phương dọc nữa. Trận chiến là về nút dash này, tiêu item Q, E, Tab. Vậy nút F đi. Slow down là sao? Rồi. Cơ bản là thế. Chúng ta dùng game. Nhấn E để tiếp tục. Tin tức tồi tệ, Pluto.
bạn đã bị xóa sổ. Mặt trời nó xóa sổ cái tiểu hành tinh mình rồi. Bây giờ mình chỉ là một tiểu hành tinh đơn lẻ. Bạn sẽ gặp phải điều này, bắt đầu bị ăn hiếp rồi đó. Game cũng có cốt truyện đầu đơn giản quá ha. Trời ơi sao em thật xinh đẹp vào đêm nay. Gặp hai thằng đang tỉnh nhau. Đây là mình nè. Nhìn ngồi lòi không, có cái sẹo trên trán giống mà Katot nữa. Một cái ngôi sao băng à. Con này là cái gì? Rồi em ngồi sao đây. Nhìn con này giống Pikachu quá ha. Cái hành tinh này tính ra cũng khá là to rồi đó. Đây là toàn mấy cái hành tinh mà bị bố ghê giống như mình á. Bị thằng mặt trời nãy nó coi như là khai tử luôn. Ta thết hả? Ta thết lại. Không biết tên không biết. Cái đúng lửa này không tương tác được nha. Đây là vũ trụ. Rồi. Đát để đến đó à. À đát để mình có thể nhảy qua mấy hành tinh khác luôn. Sao mà không dùng được con chuột ta? À đây là chuột phải. Game này ngộ đời à. Chuyển thành chuột trái đi cho nó dễ chơi. Rồi làm gì đó. Nó gớt ra cái hộp gì nè. Chắc là đẹp nhất hơn. Có combo hay ít luôn. Rồi cần cách học sử dụng đạn. Là súng bắn phải không? Rồi ok. Thấy cái chấm xanh này thì là mình có thể giữ ra được rồi. Gọi là pha ghi á. Ok. Cái gì? Nếu bạn nhìn thấy cái đường đạn với mà cái đường màu đỏ bơ gì ngoài thì tốt nhất là nên chạy đi. Không thể là giữ được cái đó. Đó thì an toàn hơn so với mà cái phản đòn bằng cái cây súng đó. Phản đòn bằng cách quay viên đạn đó. Cái phong chữ nó khó đọc quá à. Rồi. Bây giờ mình vô được cái cửa sổ đó. Có 7 máu. Game này không có chọn độ khó dễ hả? Chơi mức VGAC đi chứ. Casual nè. Tuy nhiên là casual. Người già như tôi mà phải hỏi là cái đó. Đấy, à nó có 4 đường đi nè, chưa kịp dòm nữa. Ok.
không đường nào để đi cả. Cái gì đây? Có lên cấp là điểm kỹ năng hay kinh nghiệm gì không? Đập được mấy cái bình nữa nó à, đập gai không biết có tác dụng gì không? Còn nào nữa không? Còn con á. Cái gương đầu tiên tạo một bức tường, tạo một bức tường của cái tảng đá là sao? Xóa bỏ tất cả cái mà đường đạn của quân địch cho một cái phạm vi rất là rộng ngay lập tức. Ui, còn cái này là cái gì đó? Không biết nó là cái gì nhưng mà khiêu xài đâu. Đạn nó bay tứ tung luôn á. Đạn bay gì né cái gì vậy? Vô tàu đúng không? Mình đang ở đây, giờ sẽ đi lên cái ngôi sao trên này. Còn có hai máu à. Kiếm này khó phết á. Vừa phải nhìn đạn vừa thấy ai mình điểm nhắm nữa. Bây giờ bên phải là có cái sao, bên trước mặt là có cái hòm. Mày ngón cục mày không đi được. Còn 3 máu à. Con sẽ giảm 10%. Cái này đã tự trang bị luôn hết á.
Còn đây có hai cái lỗ gì nó có ý nghĩa nhỉ? Mình phải đi, mình phải xong rồi qua đây. Đó, bắt đầu quen quen rồi đó. Chơi cái xù mà còn ăn hành nữa là quê lắm nha. Boss rồi, boss rồi. Mày nhìn giống siêu nhân quá vậy. Dạ. Rồi một máu chuyển sinh luôn. Khoan khoan khoan, nó hiện cái gì? À mình đi ra từ lúc này. Ê, ê, ê. Double kill. Nó phay hai cái gì mà đầy máu lên ta. Này thì boss với chúng tôi chưa sống nữa hả? Được cái thành tựu đầu tiên, ba cục máu. Ông này kêu mình đứa trẻ chắc ông già dữ đâu. Nè. Đem cái cục đá về cho ổng à. Hello. Nó gọi là cái mảnh dục tinh thể, mảnh ngôi sao. Nó chỉ góp khi là từ một cái con chó lớn thôi. Tôi có thể bán nó. Nói chung là ông này có mình tiền ở đây nè. Đem nó về cái cổng. Tôi sẽ trả cho bạn những thứ có giá trị tương đương. Rồi, rất vui được làm đối tác. Đi bên trái thì có cái gì nào? Đi bên trái nữa coi. Cái gì này khá là mới. Thank you.
Dạ. Dính đâm vậy trời. Dưỡng tượng như này. Dùng đạn này. Không có trên. Ý á, còn một máu à, hai máu, ba máu. Cái này mua được cái gì? Có thể gòn trong lúc gồng. Ok, 150 mắc quá vậy. Sáng cái bầu trời ngôi sao là sao? Cái này tới 33 sao luôn à? 200 đồng. Bắn đạn theo cái đường mũi tên của mình, bắn ép để sử dụng không, bắn tất cả cái viên đạn thành một cái quả cầu. Mình chỉ mua được cái này thôi. Gì con không còn lại. Bye bye. Bây giờ mình có thể gòn trong cái lúc mà gồng mấy cục nào đỡ nguy hiểm hơn nãy à. Ôi đạn nó quay kìa trời. Chết phone từ cái chỗ đó boss hả? À không, đó boss rồi. Rồi mất không điểm luôn. Không điểm thì chỉ có đi đánh nhau thôi, đâu có đi mua đồ được nữa. Đi cái cục bự này cũng không gom được nữa nè. Còn gì đấy, gì đấy. Này con cự giải không? Lấy đạn con bên này đánh con bên kia.
trái phải đây, bên phải đây, bên phải lên đây đánh tiếp, đánh liên tục ba con luôn. Dạ. Cửa đạn nó bay như vậy mà sao mà né? Ơi, còn có hai máu à, sắp hẹo nó rồi. Game này đạn nó bay tứ tung quá. Ngôi sao vàng lấy gì đó, rồi một máu nữa, sắp đi nữa rồi. Phát luôn. Ây da. Ây da. Một máu. Hai máu. Siêu bự. Rồi một máu tiếp rồi. Rồi hồi được cục máu cũng đỡ. Sao cái cục này nó mà hình gỗ ta? Sắp đấu boss này mà mình chưa có chỗ nào. Quá đông quá. Lụm cục máu, mất lên cục máu. Mày đâu? Ra đây. Phải đâu? Phải đâu? Biến đổi. Được 500 tiền luôn nè. Đi.
mà không có chỗ để xài. Đây 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 đây, có cái shop đây. Bullet bây giờ sẽ nổ ra mấy cái viên đạn nhỏ hơn đó. Đâm gần chiến 20%. Bullet bây giờ bắn sẽ từ chính giữa cái con nhân vật của mình bay đi. Tạo một cái nhiệt kế hả? Nó sẽ follow theo mình và tấn công quân địch. Mình chỉ xài được một trong hai cái thôi. Còn rồi. Nãy có cái này biết gì không mua rồi. Mua xong phí quá. Nhấp tool nữa. Bắn ra để. Đạn như gì sao mà né. Rồi chuyển sinh luôn. Quá nhanh gọn luôn. Mất hết độn ta. Không, vẫn còn đồ. Ôi lụ đạn ơi, đạn nó bay rồi. Như vậy đánh làm sao luôn. Cái méo gì chết luôn rồi. Chủ không được 30 giây nữa. Game khó quá. Không biết cách đến boss. Trụ được 3 thực dây hết cỡ rồi.
hơi khó. Bạn nó bay gì đó sao ta? Phải tập trung né kỹ từng chút nữa. Trời ơi, không khó. Chơi mức casual mà nó khó gì đó hả? Ở đây. Được cái gì đây? 70 điểm à? Chết không biết nhiêu lần nữa. Trước lấy cái gương. Lấy gương xong đánh hàng bớt khó. Cái gì? Chuyện gì anh mất một cục máu rồi. Nhớ nãy mình có 7 cục nữa mà ta. Này ra sao? Bắn là đẹp. Giờ trái thì phải ta, phải của cái shop nè, nhưng mà 200 tiền thì mới vô shop trái đi. Cái gì cái gì? Bị đóng băng là sao trời? Là mình chỉ được đi với cái vùng này thôi, không được đi ra ngoài băng. Đi ra băng dễ đóng băng lắm. Hàng đệ mình nó trả thằng bắn luôn. Bây giờ chỉ có một đường thôi, không có đường trên nữa.
đường dưới đánh nhau nhiều hơn đi dưới. Một máu bị đóng băng nè. Để trong. Yeah. Đạn tới đây nó bị đóng băng hả? Ôi trắng máu luôn, đừng để chết. Còn hai máu à, một đống tiền luôn, chết là mất hết tiền đó. Chuyển sinh luôn, ấy da, 400 tiền của tôi. Thành không tiền luôn vậy. À không, đi lại từ đầu thì cũng đỡ. Bên phải ngoài cùng. Được 30 tiền rồi trời. Còn nào nó không hết hả? 60 tiền là mua gì vậy? 75 tiền, 200 tiền, 100 tiền, 200 tiền. Không có. Đạn nó bắn vô trời. Còn
gì nó vậy? Lấy băng đánh vô con lửa, còn lấy lửa đánh vô con băng. Dạ, nó lao thẳng luôn. Trời, đạn nó bắn xuyên qua đây. Sắp chết nữa rồi. Mình đâu ấy? Chết rồi. Một máu. Phải là trận chiến binh một máu. Rồi, chuyển sinh. Lại không tiền à. Đi lại từ đầu nữa chứ. Ủa, có hai con quái gì thôi hả? Game khó phết đó chứ. Casual mà nó khó gì. Bây giờ không tiền mua đâu, khỏi dòm. Máu. Cho này bị đóng băng liên tục lên sao ta? Mình đứng ở dưới cái nền này mà. Game này công nhận cái độ khó nó khủng khiếp phải. Chờ kỹ đi gắn gặm boss ở đây à. Có khi gặm boss đây nó sẽ xếp á. Chấm 5 ghi chạc là sao? Cái này 4 sao luôn nè. Ngon rồi. Lâu lâu nó chuyển cái camera cái gì có gì. Trái phải. Ây da.
À, tỉnh dậy cái mất hai giọt máu rồi. Được cục máu với cục đá. Đi đường dưới. Còn hai giọt máu à. Cũng mọc nhau lắm. Ba ơi, đứng ngay chỗ này nữa. Còn ba giọt máu. Hy vọng chỗ này dễ thở hơn tí. Đi trên mấy cái chỗ băng này là nó bị đóng băng nè. À, nãy giờ tự nhiên tưởng đi dưới đây không à. Game khó vãi đái rồi. Trời ơi, nó phao ra liên tục như gì, đỡ cái gì. Đi ra từ đầu hả? Không đến mức từ đầu. Từ đầu luôn chứ không đến mức gì nữa. Lại lần nữa, không được nữa thì thôi bó tay. Tôi cái nào nhiều sao vậy gái. Mấy cái vết bằng
Cái gì đây, cái gì đây? 41 80 tiền rồi trời. Bán mắt có dễ gì. Rồi lấy cục máu bị đóng băng mất lại một máu đủ đạn con game. Nói đóng hết nguyên cái khu này cũng biết sao hết. Chết đi thầy máu, đánh thầy kỹ mới được. Mình đi tới đâu rồi, tới đây đánh nữa à? Gió. Còn 3 máu rồi trời, đang đầy máu. Đi đánh mấy con sao lớn rồi nữa chứ. Chắc là bị đóng băng rồi. Rồi phá đó, nó đang gồng cái lửa mà nó hút vô mình để nó nổ này. Tiếp cày cứu dữ vậy không, chơi hoài không qua nổi mâm hai. Còn 232 không à? Cái nặng củi vậy nó. Con quái nó gớt xuống là nó bắn đạn liền luôn. Thành ra là không có thời gian để né. Lâu lâu nó cắt cảnh như thế này thôi.
mày hụt hết chưa? Ý, ý, ý. Con cá nóc này đúng nguy hiểm luôn. Đạn nó bắn liên tục khủng khiếp. Cái thùng nước có gì đó, nó đóng băng hai cục máu mình là sao? Ôi, nó trốn mất tiêu rồi. Mày gì hả? Kỹ chưa, kỹ 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 hay quay nó tới bot à. Bot 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 bot. Đấy kẹt đấy. Rồi ơi kẹt quá, chặt hai máu. Rồi rồi. Chưa thấy mặt boss nữa còn dám máu à. Rồi chết luôn. Ủa giờ mới chết. Hồi sinh ngang boss người ta. Mất sạch tiền cũng được đó. Không hồi sinh ngang boss là nghỉ đó nha.
con này mới là quái tinh anh coi chứ chưa phải là boss nữa. Bị hại nữa trời. Rồi. Đó. Vừa mới hiện ra là quái nó đánh liền luôn, phản ứng không kịp. Rồi mới gót xuống mới có giọt máu. Giờ tiếc nó băng nó đầy màn hình nữa chứ không có đường mà đi nữa chứ đừng nói là đánh trả. Máu thì nó lại qua phase 2. Rồi. Thôi nghỉ. Game này ăn hành quá chịu không nổi rồi. Quá khó luôn. Gặp một người già như tôi thì bó tay rồi. Ok bye bye anh em. Đầu hàng, tôi đầu hàng. Không biết chết xong có được nâng cái gì không ta. Này là cái gì? À, mình có thể đổi qua được giữa hai cái nhân vật này. Thử phát nữa ai. Casual mà vẫn ăn hành. Hiểu cho lắm. Ủa cái gương đâu? Ủa? Đọc gì?
Rồi sao ta? Mình gồng lên á thì lúc đạn bay vô là mình phải buông ra. Lúc đạn bay vô là mình phải buông ra, chúng nó xong mình nhắm chuột phải lần nữa thì có thể kéo vô. Thử lại nè, con nào máu nhiều mới được như này đây. Khó, khó hơn con nãy nữa. Quá khó luôn á, chứ không phải là khó nè. Khó quá. Ok, ba anh em. Con này thì chừng nào tôi gồ lên thì chơi tiếp. Chứ giờ chỉ có ăn hành thôi. Quá là đáng tiếc. Game này rất hay nha. Nhưng mà độ khó nó rất cao luôn. Anh em nào muốn thử thách có thể thử vào. Đây nè, như con này là giữ cái chuột phải nè. Hoặc là nút left and join á, để active với boy hand. Sau khi buông ra thì tất khi mà buông ra đúng lúc á, tất cả cái viên đạn nó sẽ gom lại. Thì sau khi sạc cái đòn tấn công cận chiến á, thì có thể là gây điểm yếu lên kẻ thù. Khi mà cái điểm yếu là cái vạch của kẻ thù nó đủ á, thì có thể kéo kẻ thù lại và bêm nó. Đòi một cái chiêu thôi mà 3-4 cái nữa, với theo chữ F nè. Tay gồng lên. Gồng lên hết cái ống luôn, cái kênh đầu nó bự ra. Là gom hết tất cả các đạn trong khu vực này lại luôn. Đó. Sau khi có đạn thì bắn ra, bắn ra thì trúng kẻ thù, trúng kẻ thù ở đầu gom lại. Kêu con này thì nó hơi phức tạp tí. Bắn đi nào, đó bắn ra cái nữa thì mới kéo qua lại được, có cái vạch đó. Đó chưa đủ cái vạch đó. Kéo lại được. Khó là có chỗ đó thôi. Còn là chỗ nào nó cũng khó hơn nữa. Rồi, bye bye anh em. Không có nút quit game mà.